chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu xin ơn thánh hóa các gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm biết một con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiên hạ, tình thương mẹ nó vô con ngày đêm, nhuận thâm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Giờ đây, chúng ta cùng thân lặng xét mình và thấm hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng cho con trong lần vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán kinh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con chê nén mọi sự. Con nhóc lòng chừa cài và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lăn xa dìm tôi, cùng làm việc đền tội cho xứng an bình. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho hoàn lạc? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: muối làm cho thức ăn thêm mặn mà, giữ cho thịt cá tươi tốt. Ánh sáng soi cho ta thấy đường đi, làm cho vạn vật rạng rỡ, giúp ta phân biệt và nhận thức các sự vật. Nếu muối không mạnh và đèn không sáng thì chẳng còn ích gì nữa. Mỗi người Kitô hữu có những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều có sứ mạng,
tác động tốt lên môi trường mình sống. Không tác động tốt thì không còn là Kitô hữu nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi mình chưa thực sự là muối, là men, là ánh sáng cho môi trường mình sống. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở thành muối niềm vui và ánh sáng hạnh phúc cho mọi người bằng đời sống yêu thương và phục vụ hàng ngày của chúng con. Ngắm mầu nhiệm năm sự thương. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Danh lành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhân lại những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui.
mang thương xem chúng con, đến sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phung lãng. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, chứng nhân mẹ con dâng về mẹ. Một trận hoa mắn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Từ ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng cho niềm chiêu mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ để những gian chân mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi, chứng nhân mẹ con dâng về mẹ. Một trận những nơi dịch bệnh đang hoành hành, xin cùng bỏ đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho đời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các quê hương chân và những người có khả năng, đưa họ sáng tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời phân nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy lớn thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng la. Lạy Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tình đất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.